Cập nhật Covid-19 mới nhất chưa mùng 7 tháng 9. Hà Nội cần làm gì khi F0 tiếp tục tăng? Quân đội hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh như thế nào sau ngày mùng 6 tháng 9? Bình Dương hỗ trợ 50.000 đồng trên một người trên một ngày cho 15 phường khóa chặt đông cứng. Bộ Y tế lo y bác sĩ bỏ việc. Quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức COVID-19 mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Với những thông tin về diễn biến dịch COVID-19 được cập nhật liên tục, chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất liên quan đến dịch bệnh COVID-19 trên cả nước và những vấn đề bức thiết được xã hội quan tâm và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng chúng tôi đến với tin tức đầu tiên liên quan đến số ca nhiễm COVID-19 cập nhật trưa nay, ngày 7 tháng 9. Vào trưa ngày 7 tháng 9, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 7 tháng 9, Hà Nội ghi nhận 29 bệnh nhân COVID-19, trong đó 3 ca tại cộng đồng, 24 ca tại khu cách ly, 2 ca tại khu vực phong tỏa. Phân bố theo quận huyện, Thanh Xuân 23 trường hợp, Thanh Trì 4 trường hợp, Hai Bà Trưng một trường hợp, Thường Tín một trường hợp, phân bố theo chùm ca bệnh, chùm F1 của các trường hợp hoi sốt cộng đồng 26 trường hợp, chùm sàng lọc hoi sốt 2 trường hợp, chùm sàng lọc đối tượng nguy cơ cao 1 trường hợp, phân bố 3 ca cộng đồng theo quận huyện, Thanh Xuân 2 trường hợp, Thường Tín 1 trường hợp, phân bố 3 ca cộng đồng theo chùm, chùm sàng lọc hoi sốt 2 trường hợp, chùm sàng lọc đối tượng nguy cơ 1 trường hợp. Như vậy, tính từ 18 giờ ngày 6 tháng 9 đến 12 giờ ngày 7 tháng 9, thành phố ghi nhận 34 ca, trong đó 4 ca tại cộng đồng, 28 ca khu cách ly, 2 ca khu vực phong tỏa. Tiếp tục đến với tin tức liên quan đến Hà Nội với 200 đến 300 ca mắc COVID-19 mới mỗi tuần và kéo dài liên tục hơn một tháng qua, chuyên gia lo ngại khả năng quá tải hệ thống y tế tại Hà Nội hoàn toàn có thể xảy ra. Đến ngày 21 tháng 9, Hà Nội có tròn 2 tháng khép mình trong chỉ thị 16 của Thủ tướng. Các huyện ngoại thành là 6 tuần. Đây là đợt dịch kéo dài và căng thẳng nhất từ trước đến nay ở thủ đô. Góp ý về cách chống dịch trong những ngày tới của Hà Nội, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát Những khuẩn Hà Nội, cho rằng thành phố cần chuyển trọng tâm, tiếp tục khác so với những đợt dịch trước khi mức độ lây lan gần như không giảm sau 6 tuần giãn cách xã hội. Theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, từ đầu tháng 9, số ca mắc COVID-19 phát hiện mới trên địa bàn tiếp tục ở mức cao, duy trì 50 đến 60 ca một ngày. F0 chủ yếu ở khu cách ly tập trung, khu vực đã được phong tỏa. Tuy nhiên, ca dương tính ngoài cộng đồng vẫn xuất hiện thông qua sàng lọc. Đáng chú ý, ngày 29 tháng 8, sau 6 tuần giãn cách, Hà Nội ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục, lên đến 134 trường hợp. Những con số trên cho thấy dịch ở Hà Nội được kiểm soát nhưng chưa giảm và đang ở ngưỡng không an toàn để nới lỏng các biện pháp phòng dịch. Với việc Hà Nội khó có thể đưa ra số ca dương tính về không trong thời gian sắp tới, thành phố cần khẩn trương tìm phương án giảm tải cho hệ thống y tế, bố trí thêm vật tư, thuốc men, nhân lực, bởi đây là cuộc chiến rất dài hơi. Bên cạnh đó, việc giữ gìn quân chủ lực, bác sĩ, y tá, nhân viên y tế tại các bệnh viện trong cuộc chiến dài hơi là rất cấp thiết, nhất là khi dịch bệnh đã kéo dài được gần 2 năm và nhân lực Hà Nội đang phải chia sẻ rất nhiều cho các địa phương phía Nam. Một tuần có 200 đến 300 ca mắc mới kéo dài liên tục hơn một tháng qua. Khả năng quá tải hệ thống y tế hoàn toàn có thể xảy ra. Thành phố đã thực hiện tốt mô hình 3 tầng điều trị, song cần tính đến những trường hợp xấu và rất xấu. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng cho rằng Hà Nội cần tính đến cách ly điều trị F0 triệu chứng nhẹ tại nhà. Nhận định các bệnh viện của Trung ương, thành phố, bệnh viện tư trên địa bàn đều đang căng sức chia nhân lực điều trị bệnh nhân COVID-19. Ông Hùng dự báo nếu diễn biến dịch không cải thiện, thể lực của đội ngũ chủ lực này sẽ bị bào mòn. Ông đề nghị Hà Nội nghiên cứu kỹ, sẵn sàng cho phương án điều trị F0 tại nhà, tránh trường hợp khi dịch bùng phát mới bắt đầu chuẩn bị sẽ lúng túng. Bên cạnh đó, ngành y tế cần khẩn trương đào tạo, tập huấn cho đội ngũ y tế cấp huyện, xã phát đồ điều trị bệnh nhân nhẹ để áp dụng ngay nếu điều kiện cấp bách. Ông Hùng nói muốn hệ thống y tế khỏe mạnh thì bản thân các y bác sĩ phải khỏe mạnh. Muốn họ luôn sẵn sàng thì phải cho họ thời gian để phục hồi, giảm tải. Các y bác sĩ cơ sở y tế đã chống dịch 2 năm nay rồi. Nếu tiếp tục dồn nhân lực chống dịch sẽ vô cùng khó khăn. Theo số liệu từ CDC Hà Nội, Hà Nội còn 6 ổ dịch phức tạp là Văn Trương, Văn Miếu, Thanh Xuân Trung, Chợ Ngọc Hà, Tân Lập, Ngõ 24, Kim Đồng. Các khu vực còn lại của thành phố chỉ có một số nơi xuất hiện ca nhiễm lẻ. Trong tuần qua chưa ghi nhận thêm các chùm ca lây nhiễm mới. Tuy nhiên, Thanh Xuân tiếp tục là điểm nóng với tâm điểm là ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi đến nay nhiều khu vực khác đã xuất hiện các chùm lây nhiễm mới nghi liên quan đến ổ dịch này ở phường Khương Mai và Thanh Xuân Nam. Cùng với các địa phương phía Nam, Hà Nội là một trong những nơi có diễn biến dịch bệnh phức tạp nhưng tỷ lệ người dân được tiêm vaccine còn thấp. Theo số liệu của sở Y tế, đến cuối tháng 8 tổng số người dân trên địa bàn Hà Nội đã được tiêm vaccine sắp xỉ 2,7 triệu, tương đương 32,5% dân số. Trong đó thì số người tiêm đầy đủ hai mũi chỉ là hơn 3%. Đối với công tác xét nghiệm, thành phố trước đó đã có nhiều lần xét nghiệm diện rộng, nhưng chưa đạt hiệu quả cao. Một số chùm ca bệnh phức tạp chưa thể được phát hiện kịp thời. Ông Hùng đề nghị thành phố thay vì xét nghiệm diện rộng, chuyển sang sàng lọc nhiều lần khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt tránh xét nghiệm tràn lan gây lãng phí. Vị chuyên gia cũng cho rằng khi thành phố đã giãn cách xã hội kéo dài mà diễn biến dịch chưa thực sự cải thiện, thành phố cần tính đến việc nới lỏng dần đối với khu vực đã thực sự an toàn, làm tiền đề để mở rộng vùng xanh. Ông Hùng nói giãn cách có thể giúp cho chúng ta an toàn được 1-2 tháng, nhưng hoàn toàn không phải là biện pháp tối ưu để áp dụng mãi. Nếu F0 tiếp tục phát sinh, thành phố có thể giãn cách đến khi nào? Chuyển sang những tin tức khác liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh. Sau 2 tuần triển khai quân đội hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo cục tuyên huấn đánh giá tình hình dịch bệnh đã chuyển biến tích cực nhưng chưa toàn thắng để quân đội có thể rút quân. Hơn 10.000 quân nhân thuộc các đơn vị của Bộ Quốc phòng đã trải qua 2 tuần chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là khoảng thời gian thành phố Hồ Chí Minh siết chặt giãn cách theo tinh thần ai ở đâu ở đó với kỳ vọng khống chế được dịch bệnh. Theo Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, thành viên ban chỉ đạo của Bộ Quốc phòng ở phía Nam, quân đội sẽ tiếp tục duy trì lực lượng ở thành phố Hồ Chí Minh cho đến khi thành phố kiểm soát được dịch bệnh. Lãnh đạo Cục Tuyên huấn cho biết trong những ngày tới, quân đội vẫn sẽ duy trì hoạt động của các tổ chốt trạm xá lưu động như đã triển khai trong hai tuần qua. Mục tiêu đặt ra tại Thành phố Hồ Chí Minh như lời của Bộ trưởng Quốc phòng là không thắng không về. Thiếu tướng Phong chia sẻ dù có phải kéo dài thời gian, khó khăn vất vả thì vẫn phải chiến đấu, bao giờ dập dịch xong thì mới hoàn thành nhiệm vụ. Không thể nửa vời được, không có chuyện sau 2 tuần là rút quân. Với việc duy trì lực lượng hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh như thời gian qua, Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong cho biết đã có những dấu hiệu gần kiểm soát được dịch bệnh. Tuy nhiên, nếu nới giãn cách vào thời điểm này thì nguy cơ lây nhiễm sẽ quay trở lại. Theo các nhà chuyên môn nhận định, cần thêm khoảng 1-2 tuần nữa để thấy kết quả chống dịch rõ ràng hơn, ông chia sẻ. Thời gian tới, 400 trạm y tế lưu động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hoạt động nhằm chăm sóc sức khỏe cho F0 tại nhà, giảm tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân và tăng tốc độ tiêm vaccine. Bên cạnh việc duy trì lực lượng quân y tại khu dân cư, Bộ Quốc phòng cũng vừa khánh thành thêm Bệnh viện giã chiến 5G điều trị f không nặng để giảm áp lực cho hệ thống bệnh viện trên địa bàn. Trao đổi với báo chí về cơ chế phối hợp của lực lượng quân đội tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, quân đội vẫn chỉ giữ vai trò hỗ trợ và không làm thay vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương không có chuyện thành phố thiết quân luật hay quân quản như nhiều thông tin giả trước ngày 23 tháng 8. Thời gian đầu do khó khăn của địa phương, quân đội đã tham gia đi chợ giúp dân. Tuy nhiên, Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong khẳng định hoạt động này đã giảm khi shipper tại thành phố Hồ Chí Minh được hoạt động trở lại. Trong khi chuyển giao vai trò đi chợ giúp dân cho đội ngũ shipper, quân đội vẫn giữ vai trò tiếp tế nhu yếu phẩm, túi an sinh cho người dân đang gặp khó khăn. Các tổ vận chuyển túi an sinh đến người dân bằng xe đạp thổ vẫn sẽ được duy trì. Hoạt động này đang được Tổng cục Hậu cần triển khai bài bản từ khâu thu gom vận chuyển nhu yếu phẩm ở các địa phương khác về thành phố Hồ Chí Minh và phân phối đến từng nhà dân. Theo đại tá Phạm Văn Tuyến, cục phó cục vận tải, Tổng cục Hậu cần, chuỗi logistic này được thực hiện bằng tàu hỏa, xe tải cho đến từng chiếc xe đạp thổ. Theo thống kê của cục vận tải từ mùng 9 tháng 7 đến mùng 5 tháng 9, bộ đội vận tải đã sử dụng 1.556 chuyến xe vận chuyển hơn 3.100 tấn hàng hóa cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, trong đó riêng nhu yếu phẩm là hơn 2.200 tấn và tư y tế là hơn 600 tấn. Trong hai ngày 30 và 31 tháng 8, 100 tấn nông sản từ quân khu 9 và quân đoàn 3 được gửi về thành phố Hồ Chí Minh. Sáng mùng 6 tháng 9, bộ quốc phòng vận chuyển thêm 80 tấn lương khô thịt hộp vào thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến quân đội sẽ sản xuất 400 tấn lương khô và 40 tấn thịt hộp để hỗ trợ người dân thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến nhiệm vụ chốt trực duy trì kỷ luật giãn cách tại thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong nhận định, việc bộ đội tham gia duy trì các tổ chốt là rất cần thiết để hạn chế việc đi lại không đúng quy định của người dân. Tuy nhiên thời gian qua các lực lượng xét thấy việc chấp hành của người dân thành phố Hồ Chí Minh khá tự giác, không căng thẳng đến mức phải sử dụng trang bị phương tiện để chấn áp. Lãnh đạo cục tuyên huấn chia sẻ các chiến sĩ luôn cố gắng tỏ ra thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, nhưng ngược lại cũng rất cảnh giác, kiên quyết với những trường hợp vi phạm. Tiếp đó thưa quý vị, con số này sẽ khiến cho quý vị rất bất ngờ. Số lượng quân nhân tham gia chống dịch được tiết lộ trong lần này là rất lớn, lên đến 120.000 người. Mới đây trong cuộc họp báo, theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức cho biết, Bộ Quốc phòng đã điều động trên 120.000 cán bộ chiến sĩ và dân quân tự vệ hỗ trợ cho các tỉnh thành phía Nam chống dịch. Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, cục trưởng tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, trong số quân nhân chi viện, nhiều người có nhân thân qua đời, vợ con nhiễm bệnh nhưng không về được vì đang phải làm nhiệm vụ. Nhiều quân y trong đó có những nữ bác sĩ hoàn cảnh khó khăn, con nhỏ, nhưng khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ cho Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương đã tiếp tục sung phong lên đường chi viện thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh phía Nam. Thời gian qua, hơn 600 tổ quân y được triển khai về các trạm y tế phường xã. Bộ Quốc phòng cũng đã thành lập 11 bệnh viện giã chiến với quy mô khoảng 6.000 giường bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Hiện Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng duy trì khoảng 1.900 tổ chốt trên các tuyến biên giới, kiểm soát chặt chẽ xuất nhập cảnh, duy trì hàng nghìn tổ chốt trong nội địa, làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, phục vụ cách ly tập trung, khu phong tỏa. Cùng với đó, Bộ tổ chức 8 kho bảo quản vaccine tại 7 quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đồng thời vận chuyển phân phối khoảng 112.000 tấn vaccine trên phạm vi cả nước. Theo thiếu tướng Đức, thời gian tới Bộ Quốc phòng sẽ tham gia chống dịch, không chỉ tại địa bàn miền Nam mà còn sẵn sàng triển khai ở tất cả các địa phương khác nếu như xảy ra tình huống dịch bệnh. Sở y tế Quảng Ngãi thông tin vừa ghi nhận thêm 22 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 5 ca bệnh mới là công nhân ở các công ty tại khu công nghiệp Quảng Phú và một F1 liên quan. Có 4 ca mắc COVID-19 là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàn Vũ và một ca thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Anh được phát hiện thông qua xét nghiệm sàng lọc định kỳ. Cả hai công ty này đều đóng tại khu công nghiệp Quảng Phú và đã được phong tỏa để kiểm soát nguồn lây tại chỗ. Liên quan đến ổ dịch ở công ty trách nhiệm hữu hạn Tên Trai, ngành y tế tiếp tục ghi nhận thêm một người là F1 của bệnh nhân 528.729 công nhân ở xã Trà Phong, Trà Bồng đã cách ly tập trung. Ngoài ra thì còn có 3 ca trong khu vực phong tỏa ở tổ 1, phường Nghĩa Tránh, thành phố Quảng Ngãi, liên quan đến bệnh nhân 516.787 và bệnh nhân 516.788, nhân viên y tế bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng và vợ. 3 ca trong khu vực phong tỏa thôn Hổ Tiếu, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi, liên quan đến bệnh nhân 387.791, lái xe chở rau tuyến Quảng Ngãi, Quảng Nam. Liên quan tới ổ dịch xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi tiếp tục có 6 ca COVID-19 được ghi nhận ở thôn Phổ Trường đã đi cách ly tập trung và một ca ở xã Tịnh Long là F1 của bệnh nhân 528.702 người từng đến xã Nghĩa An. Sáng cùng ngày, Sở Y tế tỉnh ghi nhận 3 ca COVID-19 là người từ vùng dịch đã cách ly tại ký túc xá Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, phân hiệu Quảng Ngãi. Từ ngày 26 tháng 6 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 836 ca COVID-19, trong đó 46 ca tại ổ dịch xã Nghĩa An thành phố Quảng Ngãi, 21 ca liên quan đến ổ dịch tại khu công nghiệp Quảng Phú và 175 ca liên quan đến ổ dịch chi nhánh công ty Hoyales tại Quảng Ngãi. Thời gian gần đây nhiều thông tin tại Bình Dương đang bị bóp méo sai sự thật thì những câu chuyện về chính sách hỗ trợ người dân trong tâm dịch lại được chú ý hơn cả. Để giúp đỡ người dân trong tâm dịch, chính quyền Bình Dương hỗ trợ 50.000 đồng một người một ngày cho 15 phường khóa chặt đông cứng. Thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh vừa ban hành quyết định hỗ trợ lương thực thực phẩm cho người nghèo, cận nghèo và người dân đang ở trọ thuộc 15 phường khóa chặt đông cứng của thành phố Thuận An, thị xã Dĩ An, thị xã Tân Uyên để thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Quyết định ghi rõ tỉnh sẽ hỗ trợ 50.000 đồng một người một ngày bằng lương thực thực phẩm hoặc bằng tiền. Tùy theo điều kiện thực tế, địa phương sẽ triển khai cung cấp lương thực hoặc hỗ trợ tiền cho người dân và tổ chức mua hàng hộ. Thời gian áp dụng tối đa 10 ngày, bắt đầu từ ngày 6 tháng 9. 15 phường đang khóa chặt đông cứng gồm có Bình Chuẩn, Thuận An, An Phú, Bình Hòa, thành phố Thuận An, Tân Đông Hiệp, An Bình, Dị An, Đông Hòa, thành phố Dị An, Uyên Hưng, Hội Nghĩa, Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Khánh Bình, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên. Theo báo cáo của Sở Y tế Bình Dương, trong 24 giờ qua, Bình Dương ghi nhận 2.194 ca mắc mới, giảm 1.346 ca so với ngày 5 tháng 9. Ngày 6 tháng 9, Bình Dương có thêm 3.527 bệnh nhân COVID-19 xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện tính từ đợt dịch thứ tư lên 79.412 người. Trong ngày có 39 ca tử vong. Hiện các cơ sở điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang điều trị 54.542 bệnh nhân. Như vậy, tính từ đợt dịch thứ tư, tỉnh Bình Dương ghi nhận 134.627 ca mắc COVID-19, 1.136 bệnh nhân tử vong. Toàn tỉnh có 44.067 người đang cách ly tập trung và 5.046 F0 đang cách ly tại nhà. 1.216 khu vực phong tỏa với 118.741 người trong khu vực phong tỏa. Đối mặt với áp lực của công việc, đặc biệt là trận chiến quên mình trước đại dịch, chúng ta phải thầm cảm ơn những người bác sĩ đã khắc lại chuyện đời tư để chung chia gánh vác cùng đất nước. Tuy nhiên ở đâu đó vẫn có những nỗi lo, bởi hơn ai hết, họ cũng là những người trần mắt thịt, cũng có những cảm xúc nhất thời và cũng sợ hy sinh. Mới đây bộ y tế cũng thẳng thắn chia sẻ về việc một số nhân viên y tế tự ý bỏ vị trí công tác, không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được phân công. Có thể xem xét tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề. Nỗi lo y bác sĩ bỏ việc, nhân viên y tế bỏ nghề không chỉ của riêng bộ y tế mà còn là nỗi lo chung của cả xã hội. Đầu tháng 8, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương đảm bảo duy trì khám chữa bệnh thường quy trong bối cảnh COVID-19 bùng phát. Tuy nhiên vẫn có người hành nghề tự ý bỏ vị trí công tác, không thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ được phân công. Vì vậy ngày 6 tháng 9, Bộ đề nghị các sở y tế đảm bảo nhân lực làm việc tại cơ sở khám chữa bệnh, có phương án bố trí nhân lực phù hợp dự phòng tình huống lây nhiễm phải cách ly y tế đối với y bác sĩ có nhiều đóng góp cho công tác phòng chống dịch cũng như hoạt động khám chữa bệnh cần biểu dương khen thưởng đồng thời giám sát chấn chỉnh quản lý người hành nghề y tại các cơ sở khám chữa bệnh theo bộ y tế các trường hợp tự ý bỏ việc hoặc vi phạm quy định về đạo đức hành nghề gửi về bộ y tế sẽ bị xem xét kỷ luật hành chính hoặc tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề thực tế thời gian qua đã có những mất mát với các y bác sĩ tuyến đầu theo thống kê của Công đoàn Y tế Việt Nam, từ đầu đại dịch năm 2020 tới ngày 9 tháng 8, có hơn 2.300 nhân viên y tế bị lây nhiễm khi làm việc. 3 người tử vong gồm hai tại thành phố Hồ Chí Minh, một Bình Dương trong cuộc chiến chống COVID-19. Đến nay, hơn 16.000 y bác sĩ từ miền Bắc, Trung đã vào tâm dịch phía Nam chi viện. Ngoài đối mặt với lây nhiễm, y bác sĩ còn chịu áp lực nặng nề về tâm lý khi bệnh nhân quá đông, trở nặng nhanh, tỷ lệ tử vong cao, thiếu trang thiết bị, máy móc, đồ bảo hộ, ăn uống ngủ nghỉ qua loa. Các chuyên gia cho rằng cần có chính sách riêng cho lực lượng y tế tuyến đầu như phụ cấp về độc hại, cường độ làm việc làm ngoài giờ. Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 532.491 ca, ghi nhận ở 62 tỉnh thành. Thưa quý vị, những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh COVID-19 sẽ được báo Sức khỏe và Đời sống liên tục cập nhật. Và quý vị hãy nhớ rằng, trong hoàn cảnh này, cập nhật liên tục thông tin, là nghe cảnh báo từ Bộ Y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng. Để xây dựng và phát triển kênh, chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng. Hãy ủng hộ, theo dõi những tin tức mới nhất liên quan đến dịch bệnh ở bản tin tiếp theo phát sóng vào 18 giờ tối nay trên kênh youtube Báo Sức Khỏe và Đời Sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!